Phân tích ngoại hình của nhân vật thị trong truyện ngắn Vợ Nhặt của Kim Lân. Trong xã hội phong kiến xưa, người phụ nữ luôn phải chịu đựng những bất công, thiệt thòi và khổ đau, đặc biệt là trong những thời kỳ khó khăn như nạn đói. Họ không chỉ đối mặt với sự nghèo đói về vật chất mà còn đương đầu với những định kiến khắc nghiệt về giới tính và thân phận. Kim Lân có truyện ngắn Vợ Nhặt đã khắc họa rõ nét tình cảnh khốn khổ của người phụ nữ trong thời kỳ đó. Nhân vật thị xuất hiện như một hình ảnh tiêu biểu cho những con người phải vật lộn với cuộc sống đói khổ, đồng thời cũng thể hiện sự mạnh mẽ, dũng cảm trong hoàn cảnh bần cùng. Sự xuất hiện của thị với vẻ bề ngoài tiêu tụy đã gây ấn tượng sâu sắc ngay từ những trang đầu của truyện. Ngoại hình thị không chỉ là minh chứng cho sự tàn phá của cái đói, mà còn phản ánh tình cảnh đau thương của xã hội đương thời, nơi những con người bình thường phải gánh chịu số phận khắc nghiệt. Ngoại hình của thị là một dấu ấn sâu sắc, lột tả được hoàn cảnh bi thảm và sự khốn cùng của cuộc sống lúc bấy giờ. Lần đầu tiên thị xuất hiện, Kim Lân đã dùng những nét miêu tả chân thực, gợi cảm để khắc họa. Người ngậm thị gầy sọp hẳn đi, quần áo rách như tàu đỉa. Hình ảnh này không chỉ gợi một sự miêu tả về ngoại hình mà còn mang theo cả những khía cạnh tâm lý xã hội. Trong những ngày tháng đói khát tột cùng, thị xuất hiện với dáng vẻ tiều tụy, không còn chút sự sống hay phẩm giá nào còn lại. Sự gầy guộc của thị gợi lên một con người đang bị đẩy đến giới hạn cuối cùng của sự tồn tại, nơi mà cái đói đã bào mòn cả thể xác lẫn tinh thần. Đặc biệt, chi tiết về trang phục của thị, quần áo rách như tổ đỉa thể hiện sự nghèo khổ đến cùng cực. Chiếc áo không chỉ đơn giản là một món đồ bị mài mòn theo thời gian mà còn là biểu tượng cho cuộc đời thị, một cuộc đời bị xẻ rách và tả tơi vì đói khát và sự bần cùng của xã hội. Kim Lân không miêu tả ngoại hình thị bằng những chi tiết hoa mỹ mà ông dùng những hình ảnh thực tế và đầy sức gợi như chính sự khốc liệt của nạn đói đã tàn phá tất cả, kể cả con người. Không chỉ vậy, làn da của thị cũng là một chi tiết đắt giá trong bức tranh ngoại hình này. Làn da xanh xao vàng vọt không chỉ đơn thuần là dấu hiệu của sự thiếu dinh dưỡng mà còn là biểu hiện của sự suy kiệt tuyệt vong. Thị trong cảnh đói khát ấy không còn sức sống của một người phụ nữ nữa mà chỉ là một cái bóng mờ nhạt nhếch nhác giữa cuộc đời. Sự tàn tạ của thị từ vóc dáng đến màu da chính là hình ảnh thu nhỏ của hàng triệu con người trong nạn đói năm 1945, khi mà cái đói đã bào mòn hết nhân tính và phẩm giá của họ. Không chỉ ngoại hình tiều tụy, sự sỗ sàng trong hành vi của thị cũng là một chi tiết đáng chú ý. Cái cách mà thị cư xử với chàng, một người đàn ông lạ mặt, đã thể hiện rõ sự thay đổi trong nhận thức và phẩm chất của thị. Thị vừa đi vừa cong cớn, liếc mắt cười tít. Những hành vi có phần sỗ sàng phản ánh sự táo bạo, thậm chí là liều lĩnh khi cái đói đã đẩy thị đến giới hạn cùng cực. Đây không phải là hành động của một người phụ nữ giữ gìn phẩm giá như trong xã hội phong kiến truyền thống, mà là hành động của một con người đang vật lộn với sự sống, sẵn sàng buông bỏ tất cả để được tồn tại. Chi tiết cắm đầu ăn một chặp bốn bát bánh đúc liền là một trong những cảnh khắc sâu sự đáng thương của thị. Bốn bát bánh đúc, một món ăn tầm thường chẳng đáng gì trong những ngày thường, lại trở thành sự cứu cánh, một phương tiện để thị có thể tiếp tục sống. Hành động ăn uống này phản ánh sự mất mát về lòng tự trọng của thị, nhưng đồng thời cũng bộc lộ sự tàn phá của cái đói đến mức mà con người ta không còn phân biệt được cái gì là thể diện, cái gì là sinh tồn nữa. Cái đói đã biến thị từ một con người thành một sinh vật chỉ biết chạy theo những nhu cầu cơ bản nhất, không còn giữ được chút phẩm giá nào. Tuy nhiên, dù ngoại hình và hành vi của thị tiều tụy sỗ sàng như vậy, nhưng bên trong thị vẫn tồn tại một sức sống mãnh liệt. Cái dáng vẻ tiều tụy đó, cái cách cư xử táo bạo đó chính là minh chứng cho sự kiên cường và khát vọng sống còn mãnh liệt của thị. Thị không chịu đầu hàng trước hoàn cảnh mà tìm mọi cách để sinh tồn, dù phải nhặt lấy cuộc đời của mình từ tay một người đàn ông xa lạ. Ngoại hình xấu xí thảm thương của thị vì thế không chỉ mang lại sự xót xa cho người đọc mà còn gợi lên sự ngưỡng mộ đối với khả năng chống chọi của con người trước cái đói và sự khắc nghiệt của số phận. Ngoại hình của thị phản ánh sự tàn phá tột cùng của nạn đói lên cơ thể và tinh thần con người, nhưng cũng chính từ ngoại hình ấy, Kim Lân đã khắc họa được sự kiên cường, khát vọng sống của thị. Thị, dù trong hoàn cảnh bần cùng nhất, vẫn không từ bỏ ý chí sinh tồn. Sự tiều tụy về ngoại hình chính là dấu ấn khắc sâu về một thời kỳ đen tối của xã hội Việt Nam, nhưng trong đó vẫn bừng lên những tia sáng của lòng dũng cảm và nghị lực sống của con người. Số phận của thị với ngoại hình tàn tạ và tâm lý tuyệt vọng là hình tượng điển hình của người phụ nữ trong xã hội phong kiến xưa, đặc biệt là trong những giai đoạn đầy khắc nghiệt như nạn đói. Kim Lân đã dựng lên hình ảnh thị không chỉ là một nhân vật văn học mà còn là đại diện cho hàng triệu người phụ nữ bị đẩy đến bờ vực của sự sống và cái chết.
Có đó, nhà văn muốn khẳng định rằng dù hoàn cảnh có khắc nghiệt đến đâu, con người vẫn có thể tìm thấy sức mạnh để tiếp tục sống, tiếp tục hy vọng. Số phận của Thị và những người phụ nữ trong xã hội phong kiến không chỉ là những bi kịch cá nhân mà còn là bi kịch chung của một xã hội đầy bất công và tàn nhẫn. Hết bài.